Nhật ký 1676. Chúa Giêsu phán với tôi: Con hãy an lòng, Cha ở bên con. Vì mỏi mệt, tôi ngủ thiếp đi. Đến tối, chị nữ tu David coi sóc tôi đến và nói: Ngày mai chị không được rước Chúa Giêsu, chị ạ, bởi vì chị quá mệt nhọc. Về sau, chúng tôi sẽ liệu. Điều này làm tôi rất đau đớn, nhưng tôi trả lời rất điềm tĩnh: Dạ được. Rồi phó mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa và cố gắng ngủ. Đến sáng, tôi nguyện gẫm và dọn mình hiệp lễ, mặc dù đã biết sẽ không được rước Chúa. Khi tình yêu và niềm mong nhớ của tôi lên đến cao độ, tôi nhìn thấy bên mình một vị luyến thần. Ngài đã cho tôi rước lễ và tuyên bố: Này đây Chúa các thiên thần. Khi tôi rước Chúa, thần trí tôi được đắm đuối trong tình yêu Thiên Chúa và sự ngạc nhiên. Việc này được lặp lại trong suốt 13 ngày, mặc dù tôi không bao giờ biết được ngày hôm sau thiên thần có đưa mình thánh đến cho tôi nữa hay không. Tuy đặt trót niềm tín thác nơi lòng nhân lành của Thiên Chúa, nhưng tôi không dám chắc mình sẽ được rước lễ như thế vào ngày hôm sau. Vì luyến thần được bao phủ đầy ánh sáng, thần tính và tình yêu Thiên Chúa được phản chiếu nơi Ngài. Ngài mặc một chiếc áo trùng vàng, một chiếc áo giúp và đeo dây các phép trong suốt. Chén thánh bằng pha lê phủ một chiếc khăn trong suốt. Khi vừa cho tôi rước Chúa xong, Ngài liền biến đi. Nhật ký 1677. Một lần kia, ngay trước lúc hiệp lễ, trong lòng tôi trỗi lên một mối nghi ngờ, vì luyến thần đem Chúa Giêsu lại đứng ngay trước mặt tôi. Tôi hỏi Chúa Giêsu nhưng không được trả lời. Tôi liền nói với vị luyến thần: Ngài có thể giải tội cho tôi được chứ? Và thiên thần đáp lại: Không thiên thần nào trên trời có được năng quyền ấy. Và lúc ấy, bánh thánh đã được đặt trên môi tôi. Nhật ký 1678. Chủ nhật, ngày 24 tháng 4 năm 1938. Chị coi sóc bệnh nhân nói với tôi: À chị ơi, hôm nay linh mục sẽ đem Chúa Giêsu đến cho chị. Tôi đáp lại: Tốt quá. Và linh mục đã đưa Chúa đến cho tôi. Sau một lúc, tôi được phép ra khỏi giường. Từ đó, tôi đã đi dự thánh lễ và được sống bên Chúa như thường lệ. Nhật ký 1679. Sau lần khám đầu tiên, bác sĩ Simber thấy tình trạng của tôi quá trầm trọng. Này chị, chúng tôi nghi chị thực sự có chứng bệnh mà chị đã nói với tôi. Nhưng Thiên Chúa toàn năng có thể làm được mọi sự. Khi trở về phòng, tôi dìm mình trong lời cầu nguyện và tạ ơn về tất cả những gì Chúa đã gửi đến cho tôi trong suốt cuộc đời. Tôi phó mình hoàn toàn cho thánh ý Người. Một niềm hoan lạc và bình an sâu lắng ngập lút linh hồn tôi. Tôi cảm nghiệm một niềm an bình lớn lao, đến độ nếu như cái chết ngay lúc ấy có đến, thì tôi có lẽ sẽ không xin. Hãy chờ, vì tôi còn một số vấn đề cần giải quyết. Không, tôi sẽ nghênh tiếp cái chết với niềm vui mừng, bởi vì tôi đã sẵn sàng đến gặp Chúa. Không phải hôm nay, mà từ giây phút tôi đã phó trót niềm tín thác nơi lòng thương Chúa, trao mình hoàn toàn cho thánh ý đầy thương xót và lân tuất của Người. Tôi biết tự mình tôi là gì. Nhật ký 1680.
Chúa Nhật sau lễ Phục sinh. Hôm nay, tôi lại hiến mình cho Chúa để làm của lễ toàn thiêu, cầu nguyện cho các tội nhân. Chúa Giêsu của con ơi, nếu như cuộc đời con sắp đến ngày chấm dứt, con khiêm cung khẩn nài Chúa, hãy đón nhận cái chết của con trong sự kết hợp với Chúa, như một của lễ toàn thiêu con dâng lên Chúa hôm nay. Trong lúc con vẫn còn khả năng sử dụng đầy đủ các tài năng và ý chí một cách hoàn toàn ý thức, theo ba mục đích sau đây. Thứ nhất, cho công cuộc lòng thương xót Chúa được lan rộng khắp thế giới và lễ kính lòng thương xót Chúa được tuyên bố và mừng kính long trọng. Thứ hai, cho các tội nhân, nhất là những người đang hấp hối, biết nương náu nơi lòng thương xót Chúa và cảm nghiệm được những hiệu quả khôn lường của lòng nhân lành ấy. Thứ ba, cho tất cả công cuộc của lòng thương xót Chúa được thực hiện theo những khát vọng của Chúa và cho vị đảm đương công cuộc này. Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin hãy chấp nhận lễ hy sinh bất xứng con dâng lên Chúa hôm nay trước cả trời đất. Nguyện xin thánh tâm đầy lân tuất của Chúa hãy làm tròn những gì còn thiếu sót trong lễ hiến dâng của con. Và xin hãy tiến dâng lên Cha của Chúa để các tội nhân được ơn hoán cải. Ôi Chúa Kitô, con khao khát các linh hồn.